Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho ca sĩ vừa rồi được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin thêm một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn lúc nãy nữa được không ạ? Dành cho tôi. Nãy giờ tôi nói quá trời, không có ai vỗ tay hết trơn á. Dạ, cũng thiệt thòi chứ đúng không thưa quý vị? Mấy người kia ca được vỗ tay, tôi nói quá không có ai vỗ tay. Nhưng mà nghĩ lại cũng hên, chưa có ăn cùi bắp. Dạ, xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ, thưa quý vị, từ đầu chương trình đến bây giờ, chúng ta hát những bài hát dân ca về mẹ, về cha, về quê hương đất nước để dành tặng cho những gì tình cảm thiêng liêng nhất. Và bây giờ, xin giới thiệu đến quý vị một tiết mục cực kỳ đặc biệt riêng của những người nghệ sĩ, những người con em miền Nam mang đến đây để dành tặng cho những người anh em miền Trung, khúc ruột miền Trung thân thương của chúng tôi. Thưa quý vị, chúng tôi mang đến đây là một nét văn hóa đặc biệt của miền Nam, cũng giống như là một món ăn tinh thần đặc sản của bộ môn cải lương, đó là cải lương Hồ Quảng. Thưa quý vị, và đây là món quà tinh thần mà chúng tôi mong muốn được gửi đến cho không chỉ riêng thầy Thiện Hảo, đối với gia đình của thầy, dòng tộc họ Nguyễn, mà muốn gửi đến cho toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, trích đoạn cải lương Hồ Quảng được mang tên Ngọc Quỳnh Lân Xuất Thế, qua phần trình diễn của nghệ sĩ Hoài Hải, nghệ sĩ Quyền Trân, và đặc biệt với sự tham gia của hai ngôi sao sân khấu, nghệ sĩ Chí Cường và nghệ sĩ Hồng Lan. Và sau đây, trích đoạn Ngọc Quỳnh Lân Xuất Thế, chúng tôi xin được phép bắt đầu. Cờ chiếc thép dụng bằng xương máu, chữ tinh tên kim cổ thương ngã. Nhau sống sống lướt chặt chặt ngã. Tối đây nơi đảo chiến trường dẹp hang tống địa. Hey. Nàng hai bao đôi giàu
tam xóa dường cử đại binh, nay thất trận giữa chẳng đồ, hận ngạo ngạo quỳnh quỳnh lần lần thống quốc, lòng lòng chiến quyết xa thường tẩy áo, giết giặc thù đem lại chiến công, nàng hãy lui vào tốn quế vòng, để thủ tướng lên y dục dục mã. Phải. Thưa cùng tướng công, gái như ai thì em không biết, chứ gái như em thì rèn chiếc thép gian nan chi xa, trái lòng son dạ ngọc chẳng no, chúng nó dù hang hổ bước vào, em cũng quyết nhảy rồng tay vua. Và dạ thưa cùng tướng công, tài nhi nữ dọc trời khuấy nước, tướng nữ nhi so với ấn hùng anh, và nó anh hùng thì em cũng anh hùng, nó hào kiệt em hào kiệt. Phu nhân mấy ngày đó tỏ bài tâm sự, phận nữ nhi yêu nước yêu quê, nhưng chiến trường là mô mã của hùng anh, nàng lui gót cho bổ đây xuất trận. Tướng công, nghe em nói giờ đây tống quốc ỷ binh hùng tướng mạnh, còn quân ta, còn quân ta sức yếu thế cô, chàng chí nước chàng chí như gáo nước cầm tay, tác sơn được muôn xe lửa đổ. Phu nhân, không lẽ nàng kêu ta hạ bút, hạ đại kỳ làm phận tiểu bê, đưa tổ quốc di xuyên cường quốc cho phu nhân? Tướng công ơi, em không phải vậy. Tướng công à, hay là giờ đây ta tả nan thơ một bước, gửi tận chốn tống chào, mời tống chúa đáo sang, rồi lúc ấy tùy cơ định liệu. Có nghĩa là? Có nghĩa là tống chúa sang đây hắn như cá nằm trên thớt, ta muốn khứa dày khứa mỏng mặt tình, cũng như có câu thịt hầm miệng nọ dân liền, còn nanh xấu, nanh xấu thì thoát đâu cho khỏi. Phải, phu nhân nhắc ta linh mới nhớ, mạnh thì ta dùng sức, phải yếu phải dùng kim mưu. Quân sĩ văn phòng tư bộ, nơi cũ trùng lại húp lấy ẩn thân, chờ lệnh sói các con tịch bôi chi lệnh, vô sự bãi sói đường.
tông chúa Đao Sơn. Kiếp mở rộng cửa thành môn, thỉnh tông chúa cổ trùng đài hội yên. Dạ dạ, cung thần nghi lễ đa mắt tông hà dương, thỉnh tông dương thấu nhập vinh dung. Sau đó tống phim đôi bên đàm mà luận. Ngài đi trước, tôi sẽ nói góp theo sau. Chư tướng nhập thành. Tôi mời ngài sang lấy hội yến. Chân ngài đã bước tới cửu trùng đài, sao chẳng chịu bước vào? Đứng ngoài cửa khoanh tay dùng gối cúi đầu, sao chẳng thể hỏi ba quân dị nghị? Thưa ngài, ngài mời tôi sang đây hội yến. Sở dĩ tôi đứng đây là gì? Thế nào? Nước của tôi á, có khách đó, tiếp đón đàng hoàng, phải như nước của ngài. Nước tôi nước thế nào? Của tôi là ba hồi đại cổ, sáu chập phen la, dạo đông khai hàng, gươm trần không tuốt vỏ. Quan văn đứng theo quan văn, quan võ thì đứng theo quan võ. Khoan thai bước mời khách vào trong, cứ không phải như ngài. Ngài mời tôi ra đây, ngài kéo tôi qua, kéo là ngài nhảy lên cái ghế giống như lạng khỉ mắt phong. Coi chừng à, có ngài té lòi bản hậu. Thưa ngài, tục lễ nước nào theo tục lễ đó. Nay ngài đã tới trong phiên bang, thịnh tông dương thấu nhập cổ trùng đài, sau đó đôi bên đàm luận. Mời. Được, mời. Quân sĩ cốt tổ, mời ngài. Mời ngài dùng. Nghe mời dùng mà. Dùng. Thưa ngài, nãy ngài là cảnh giác của đại quốc, tôi là Mạc Tương Tiểu Bang, tổng có lòng đánh phá chư bang. Hôm nay mới mời sang hai mặt, e tống chúa lòng còn nghi ngại. Mượn cung tổ huỳnh tương, sói có dạ tư lương, xin tống dương cho nên ưu lượng. Xin mời. Thưa ngài, có câu tiên di chủ hạ di khách, ngài là chủ ngài dùng trước, còn tôi là khách tôi mới dùng sau. Không lẽ ngài nghi? Nghi tôi không dám nghi, mà ngài thì tôi hơi ngại ngại. Nếu ngài nghi ngại thì bỗng hối xối xin làm phép dùng trước. Quân sĩ dẹp ly nhạo này, đem ve vàng bát ngọc đãi cho thượng khách đó nghe. Khoan đã. Thưa ngài, người ta thường nói thừa là thừa thịt thừa rượu, chứ ly có gì đâu mà thừa, ngài phải đổi vậy. Thưa ngài, ngài miệng nào tôi đây miệng nào. Nếu ngài dùng, dùng sao? Chứ tôi nhìn vào, người lớn ăn thừa của kẻ nhỏ. Có gì đâu mà ăn thừa, ly nào uống cũng được mà, có gì đâu mà ngài phải đổi. Nếu ngài không ngại, cứ mời ngài uống. Được, vậy tôi uống à. Mời. Chẳng hay thưa phiên chúa, hôm nay ngài sói mời tôi sang đây hội yến, có điều chi dạy bảo? Thưa tổng dương, thập phủ điện tiền hà, hai nước sơi giao trên nơi, phiên bang chi dược đau đau quốc quốc chi cường. Thầy chắc chắn chồng bao để thành sông mơ, dùng trong hậu hòa là chi
Ở phiên đào ngài tên họ là gì, tên tuổi là chi, mau phân tường cho tôi đây đặng rõ. Phò phiên quốc lưu danh tiếng cổ, chảy hơi dây bụi đắp giang sơn, nơi phiên thành đại nguyên sói dơ bên, ngã châu thần quy danh đánh. Thì ra ngài là nguyên soái phiên bang, tên là Châu Thần Quy. Đệ nhất điều ngài có bằng lòng không được ký không? Đệ nhất điều xin ngài hãy nói rõ cho tôi nghe thì tôi mới bằng lòng chứ. Để tôi nói cho ngài nghe. 15 năm chinh chiến, ngài ấy binh ngài mạnh, tướng thì hùng cường. Đúng rồi, nước tôi là đại quốc mà. Sang tiêu diệt phiên bang, dụng tàn sát sinh linh đồ thác. Xưa khác nay lại khác. Khác là khác sao ngài? Xưa cưa có bổng xoáy nào đây? Sao? Nay đã có mặt bổng xoáy, tôi bắt buộc ngài phải bồi thường sở tổn chiến tranh, xử cho đúng mới ra người chi. Xưa lượng quốc giao tranh chinh chiến, tôi thiết nghĩ rằng thương tổn thì cả đôi bên. Hôm nay ngài lại muốn nước chúng tôi bồi thường. Thôi được, điều kiện của ngài tôi tạm thời chấp nhận. Điều kiện thứ hai nói ra. Còn điều kiện thứ hai thế nào? Ngài hãy nói rõ cho tôi được biết điều kiện thứ hai như thế nào. Nói xong ngài ký phải không? Ký, tôi ký điều kiện thứ nhất à, chưa ký điều kiện thứ hai. Tôi hết rồi ký. Điều kiện để nhĩ điều. Sao? Tống quốc thì ỷ binh hùng tướng mạnh, Bắc phiên thành triều công thường niên, 3 năm thì tiểu công. Đúng rồi. 6 năm thì lục công. Ngài là tiểu quốc mà. Ông còn kêu nước tôi phải ký thơ hàm thảo xuân thanh. Thưa Tống Dương. Sao? Hôm nay nước tôi hết ngọc ngà châu báu. Hết ngọc ngà châu báu. Hết sạch. Hết sạch. Xưa tôi cống một. Cống một. Bây giờ ông trả lại 3 lần. Xưa cống một, nay ngày bắt nước chúng tôi phải cống tới 3. Đúng vậy. Ngài nguyên soái à? Có tôi. Xưa phiên quốc vốn là tiểu quốc, còn Tống bang vốn dĩ là đại bang. Cống nạp là chuyện thường tình. Nay ngài muốn bồi hoàn lại, thôi được, bổn vương đây chấp nhận điều kiện thứ hai. Đúng là người trí. Vậy thì điều thứ ba ngài ký luôn một thể. Điều thứ ba ngài chưa nói sao tôi ký? Bây giờ nói nè. Nói đi, nói rõ tôi mới ký chứ. Lục quốc xưng ngài vĩ đại, ông tự xưng mình là cường quốc năm châu. Hôm nay bổn soái lật ngược thế cờ, phiền ông hạ đại kỳ làm phận tiểu bang, đưa phiên quốc di xiên cường quốc. Bao lời trong đục, Phật y cứ thưa bằng lòng nói. Lời của ngài tôi nghe quá nực cười. Sao cười? Ngài cho tôi hỏi. Hỏi đi. Tiểu quốc dí như là gì hả ngài? Tiểu quốc dí như như là gì? Là tử tôn. Là tử tôn. Còn đại quốc? Đại quốc chi như phụ mẫu. Vậy chứ tôi hỏi ngài, có bao giờ cha mẹ xuống làm con cái không thưa ngài? Còn con cái bất hiếu lại muốn làm mẹ cha. Xưa tới nay mưa từ trên trời rơi xuống, có bao giờ mưa từ dưới đất lên trời không thưa ngài? Thưa Tổng Vương, thở hỗn độn sơ khai bàn khổ sanh, nhất chỉ nhất loạn phi nhất vương.
sân khấu nó chắc. Kẻ có tài thì ngự trong tòa chương, người thiếu tế quỳ nơi giá bể, chiến trường đã định, mạnh thì làm vua, yếu thì làm giặc. Hôm nay ngày qua phiên bang như là cá nằm trên thớt, tôi muốn khứa dày khứa mỏng mặc tình. Điều kiện thứ ba là bắt buộc, ký hay không cũng phải chết. Ý của ngài là võ lực như tiên à? Chẳng thể. Thôi được rồi, ý của ngài thì tôi đã hiểu. Nhưng mà ông nguyên soái à? Có tôi. Phiên quốc đã ra ba điều kiện. Thế là miễn cưỡng thì tống ban cũng nhận lời. Thì ngài ký đi. Nhưng mà tôi kèo ngài lại một điều. Kèo lại một điều? Ừ. Điều chi nó thẩm quyền là có, là chấp nhận. Điều này nó dễ dàng lắm ngài. Tôi chỉ muốn phiên ban làm hai một án. Để làm gì? Một cái bằng bạc dành cho ngài, một cái bằng vàng dành cho chúa của ngài đổi. Để làm gì? Ngài tam bổ hành nhất bái, ba bước lại một lại, từ phiên ban đến tận chôn tóc ban. Hả? Lại và hỏi lại cho tất cả thần dân của tóc ban. Nếu thần dân của tống bang chịu hạ làm đại kỳ, chấp nhận điều kiện của ngài. Còn nếu như họ không chịu, nếu như họ không chịu thì tôi bắt ngài phải chịu người nhục mà đi về phiên quốc. Vậy là quả súng ngon vô đỏ, chẳng kiên nể phiên bang. Nguyễn cỡ lực bình sinh, quyết định tôi chi lệnh. Hồng con nữ tôn chất chỉ hình lãm liệt quái phong. Thưa Tấm Dương, Hà Nhân Bảo Gia Tấm Dương xin cho biết cao danh quý tánh. Ngài hỏi cái tên quân này à? Phải. Nó chỉ là một tên sa phu, không đáng để ngài bận tâm. Sa phu? Ừ. Sa phu không có tên có tuổi. Ừ. Thưa ngài, đồng tiền còn có chữ, cỏ cây vẫn có tên, nàng này quý vũ hùng anh, không lẽ là vô danh tiểu tốt sao ngài? Nếu như nguyên soái muốn biết thế nào? Thôi, vậy thì để tôi nói cho ngài biết. Như nàng đây, Ngọc Quỳnh Lân Chánh Tử, chi chức Quỳnh Lân nào? Có phải Quỳnh Lân tiền nhất bụt ngũ hồn hậu lê sát tam sỏi? Có phải chính y chính thị chính thị? Khắp nơi đều khiếp tâm, chưa từng thấy
chẳng hùng hỏi ngộ hùng mà chân thơm chiều cúc tủ huỳnh tương đại nữ tư tủ bôi loạn có tôi tài hùng gian danh mấy ai không biết ngày ngày nào xông pha hùng hùng anh cùng nhau tấu bôi mời nàng lên càng tấu bôi hùng hùng anh đây có hùng mà cười xa gì xích đàn gia trời liền đá ơi quân thân nơi đây cùng một tấu bôi quân sĩ tốt đấu mời nàng. Dạ thưa ngài, Quỳnh Lân đi đây có chúa có tôi để tôi thưa lại cục chúa tôi, nếu chúa tôi cho dùng thì tôi xin dùng, không. Còn bằng không tôi xin được mời về cố chủ. Nàng cứ tự nhiên. Dạ, muốn tâu tử hoàng nay tương phiên ban có lòng hậu đại mời tử bôi hoàng tử định thế nào? Sách có câu quả hổ quả bì nan quả cốt, trị nhân tri diện bất tri tâm. Này ông soái, ông có lòng mời nữ tướng cứ việc dùng, nên nhớ coi theo đó mà dùng. Xin quân sĩ không để à, để về tôi chặt đầu thằng Phương với thằng Kiều à, vậy à, à. Chặt đầu à. Tôi nói ngày để ngày rút kinh nghiệm nữa, có mời nước xác khác sang hội yến á, tôi bớt nhảy đi, bàn ghế giờ nó mắc lắm, thấy không? Sợ hờ này tôi mua cái khác.
khác đó ngài. À, mua cái khác à. Thôi được rồi, tiệc cũng đã mãn tiệc, giờ xin phép kêu lui à. Dân lắm kêu biển sinh kim cổ thuận đề, chính suối mẫu đã ưng về, dương gian không thể bởi chín. Yeah. Giờ dùng thương hà sát, ta phong tứ ta cho người quyền chém lấy đầu, biến tướng hung hăng ngày dài, đồng cỏ thành chúa quyền ta tài ra, ngày nay chẳng hạ cho loại giặc chớp. Bao năm không được
cứu những đồ thế. Phải. Chị có nhớ không, chị thì được giao nhiệm vụ bảo phò Tống Quốc, còn riêng em lại nhận nhiệm vụ rằng sang phò tá phiên bang. Em phò tá, cho nên chốn phiên bang em đã giao nghĩa kết tình, còn đây là chỗ thần quý vọng tướng. Dạ thưa chị, nay không gặp chị thì thôi, đã gặp chị rồi thì phiên bang em xin kiến hàng thứ hàng biểu, dẫn hàng năm cung phụng ông trào, để cho lưỡng quốc khỏi phải giao tranh, cho dân lưng cho nhân dân thoát cảnh sanh linh đồ thang. Được, cháu Mỹ Phụng, dạ. Đó cũng là ý của trời cao. Nay Tông phiên bang hai nước cùng giáo hảo. Chị, cái ông xanh lè là ai vậy? Gặp được giặc sao nàng không giết? Dạ, mà ra cái đồ giết vậy? Thưa hoàng tử, sao? Em và cháu Mỹ Phụng xưa kia là kết tình tỉ muội, nhờ có lời sư mẫu ban truyền, em hộ giá Tông bang, còn cháu Mỹ Phụng lái phò nơi phiên quốc. Thì ra nó vậy, đây là em vợ hả? Chị, trời ông xanh lè xanh lét này là ai vậy? Dạ thưa hoàng tử, đây là em Thích Nghĩa. Đi đó rồi. Là phu quân. Thì ra đây là em vợ. Dạ, em vợ ơi, em vợ mà cũng đẹp như tiên nga. Thưa hoàng tử, giết được hai nè, khoan đã, từ từ tiến lựng ở đây. Thì ra đây là vậy á. Rồi thì ra hai đứa mình là anh em cục chèo phải không? Thưa hoàng tử, khoan, từ từ, chưa nói hết. Lại đây, anh em cục chèo đứng xích lại đây, nói chuyện cho nó có tình cảm một chút. Xưa mình không biết. Dạ, mình dạ, chồng nhau. Em ăn to nói lớn. Bây giờ thì mình biết nhau rồi, là anh em cục chèo, phải không? Dạ. Đứa chèo lái, còn đứa chèo mũi. Dạ, lái nào lái mũi cũng được. À, nè, hoàng tử nói gì? Mình là anh em cục chèo, đánh nhau như vậy hai bà vợ có buồn thì tội nghiệp, phải không? Dạ, đúng. Thầy Thiện Hảo dạy làm sao? Dạy sao? Anh em một nhà là phải biết thương yêu lẫn nhau, đúng không? Đúng không thầy? Bây giờ mình là bà con rồi, anh em cột chèo cũng rồi, như là một dòng một họ. Đúng vậy. Một tộc đó phải không? Lời hoàng tử nói nghe chứ phải. Châu Thần Quy khắc cốt trong lòng. Đúng rồi. Vậy thì giờ sao? Chúc mừng gia đình dòng họ nhận được. Trời ơi, mừng quá, nào bắn gì trời. Nào bắn gì trời. Trời ơi. Ở đâu quá trời vậy? Tôi ra tôi giới thiệu rồi mà sao bắn tôi dữ vậy trời. Trời, cái người làm gãy bàn hồi nãy. Dạ, kính thưa bà con. Hôm nay tại vì nhờ cái ngày mà dỗ họ của tộc Nguyễn, cho nên cái gia đình này mới được nhìn nhận lại nhau. Đây nè, Long nè, Lân nè, Quy Phụng. Long, Lân, Quy Phụng mà xung hợp là tứ linh thưa quý vị, để mang điềm may mắn đến cho dòng họ tộc chúng ta. Thưa quý vị, về trích đoạn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình văn nghệ của chúng ta hôm nay. Một lần nữa xin mời sự trở lại sân khấu của thầy Thiện Hảo. Xin mời tất cả các anh em nghệ sĩ tham dự trong chương trình bước lên sân khấu để có lời chào đến quý vị khán giả. Và xin mời tất cả bà con anh em họ tộc Nguyễn của chúng ta bước lên sân khấu. Vâng, xin kính chúc quý vị khán giả hôm nay có một đêm văn nghệ thật là may mắn. Và xin cảm ơn chân thành, cảm ơn coi như Ủy ban Nhân dân xã Nghi Hòa, cảm ơn coi như
ban điều hành thôn Hòa Tân cùng anh em ban coi như công an xã Nghi Hòa đã giúp đỡ chương trình này được gặp nhiều may mắn. Tôi nhớ năm xưa quê mình ao bên hồ, cất bước lên đường bo lại lũy tre xanh, để lại sau lưng cánh đồng mùa nước lâu, giờ mãi tranh nghèo mẹ khóc tiếng thằng con. Nhưng cánh cò bay ngang vườn rau của mẹ, chiếc xe đạp hồ tiên bước thằng Nam Công, nhìn phía sau lưng người cha già dõi bước, không biết sau này con mình sẽ ra sao. Sẽ ra sao con ơi đàn ông ơi. Mẹ cha ơi, nay con đã về đây, Hòa Tân yêu thương đông đầy tình chan chứa, nghĩa hòa trong tôi với những con người, ánh mắt nụ cười thâm thiết tình quê hương. Mùa Thanh Minh nay tôi đã về đây, nghệ sĩ anh em nơi miền xa xứ đó, hát khúc ca này xin gửi lời tri ân bao hiếu lưu huyền tộc Nguyễn tình tông môn. Giặc giả giang lao xưa người tôi đã nêm, nay con về bao hiếu cho mẹ cha, nhìn dáng lưng cong mẹ già cười con trẻ, nét thắm môi cười vui vẻ nhìn bên tôi. Và xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị có mặt hôm nay. Xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin kính chúc quý vị. Chưa hết bài mà sao vậy? Ngồi lại có còn hát nữa chứ bộ. Còn nửa bài nữa. Ai về dặn suốt đời luôn. Bỏ chào đi vậy. Mẹ cha ơi, nay con đã về đây, Hòa Tân yêu thương đông đầy tình chan chứa, nghĩa hòa trong tôi với những con người, ánh mắt nụ cười thâm thiết tình quê hương. Mùa Thanh Minh nay tôi đã về đây, nghệ sĩ anh em nơi miền xa xứ đó, khúc ca này xin gửi lời đi ăn bao hiếu cư quyền tộc Nguyễn tình tông môn. Con nhớ năm xưa quê mình ao bên hồ, cất bước lên đường bo lại lũy tre xanh, để lại sau lưng cánh đồng mùa nước lũ, dưới mái tranh nghèo mẹ khóc tiếng thằng con. Nhưng cánh cò bay ngang vườn rau của mẹ, chiếc xe đạp hồ tiên bước hàng Nam Công, nhìn phía sau lưng người cha già dõi bước, không biết sau này con mình sẽ ra sao. Giặc giả giang lao xưa người con đã nêm, nay con về bao hiếu cho mẹ cha, nhìn dáng lưng cong mẹ già cười con trẻ, nét thắm môi cười vui vẻ nhìn bên tôi. Nhìn dáng lưng cong mẹ già cười con trẻ, nét thắm môi cười vui vẻ nhìn bên tái ngộ, cảm ơn tất cả các bạn.